thầy Tuấn ơi làm nào để giúp em tự động hóa doanh nghiệp với. Thì nói thật ra mà nói cái này bình thường mọi người như chị học cũng vậy, mọi người học cũng vậy, phải học online cả tháng trời trên online. Xong rồi đến đến lớp phải 3 ngày, mà 3 ngày xong rồi thì phải đau hết cả đầu. Thì 6 tháng 1 năm sau mới ứng dụng được. Mà có người họ chỉ định hỏi một câu khơi khơi là tầm 5-10 phút, xong họ mang về để họ đòi họ dùng được ngay, thì bản chất là nó đã sai quy luật rồi. Tức là họ đã không sẵn sàng để đầu tư công sức và thời gian lao động để sẵn sàng cho một cái việc mà thay đổi cả cuộc đời họ, bước ngoặt cuộc đời họ. Mà họ còn không nghiêm túc với cái việc mà họ chuẩn bị thời gian công sức để họ làm. Mà họ đòi, họ đến họ hỏi chị em mình, đến em thôi, em là người chia sẻ với chị cái phương pháp này, mà hỏi em trong khoảng 10 phút mà để em chỉ cho, thì em chỉ sao được. Trước đây năm 2018 tôi đã học được lớp quản trị, tiêu quản trị nhỉ, 12 rồi. Không nhớ lắm, nhưng mà hôm nay tôi sẽ dành cho thầy hai câu hỏi. Dạ. Và khi đó về sau một năm thì tôi vẫn không áp dụng được cái bài học đấy vào thực tế, bởi vì nó khó lắm. Và có lần tôi đã phải gọi cho các cộng sự của thầy là có khi phải giúp tôi thế nào, chứ có khi tôi bỏ cuộc tôi sẽ không học, không làm được đâu. Nhưng mà tôi cứ kiên trì mãi. Thì đến năm thứ hai thì bắt đầu tôi thực hiện được. Và đến ngày hôm nay thì cũng vừa đặt câu hỏi cho thầy, nhưng mà cũng phải chia sẻ với thầy là cái hạnh phúc của tôi là tôi đã áp dụng được vào. Thế mà cái ví dụ cái mức doanh thu của tôi có thể tăng lên gấp đôi. Thế nhưng mà tôi lại quản trị được, tôi làm nhà hàng mà tôi sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Và cái doanh thu thì tăng, nhưng mà nhân viên thì lại giảm đi. Đấy, thế và mức lương của các bạn ấy cũng rất là cao, mà tôi sẽ rất nhàn trong mọi lĩnh vực, kể cả tuyển nhân viên cũng không phải tuyển, mà các bạn ấy tự là đi tuyển nhân viên thôi. Sau khi mà cái áp dụng được cái cơ chế khoán của cái luật chơi này vào ấy, thì bắt đầu đến nhiều các bạn kinh doanh trong các ngành nghề khác nhau, kể cả có bạn là trung tâm dạy tiếng Anh, hiện tại các bạn ấy cũng có lần đã lên đến lớp của thầy rồi đấy. Rồi các bạn làm nhà hàng khách sạn, rồi kinh doanh các bạn khác, các bạn cứ hỏi tôi là bây giờ phải gặp chị Vân, bằng được phải gặp chị Vân để chị chia sẻ nói cái cách cho. Thật lòng với thầy là hôm nay cũng một câu hỏi cho thầy là bây giờ tôi biết làm thế nào. Khi tôi nói với các bạn là tôi không biết chia sẻ thì các bạn lại nghĩ là tôi là keo kiệt. Đấy. Thế mà nếu mà tôi mà chia sẻ thì tôi làm gì có kiến thức để mà chia sẻ được. Tôi áp dụng và đã khó rồi. Đấy. Mỗi một ngành kinh doanh là khác nhau. Thế tôi chỉ biết nói rằng là tóm lại là phải đi học. Có phải trong niềm tin cũ của họ là chị đã keo kiệt rồi không? Không. Họ không phải, mà họ cứ bắt là chia sẻ cái cách luật chơi như nào, rồi là đấy, rồi là quản trị nhà hàng như thế nào, cơ chế khoán ra làm sao. Nói về tôi em nói thật là để ứng dụng được cái cơ chế khoán ấy, thì đa phần là năm đầu thì ứng dụng được một ít, năm hai thì ứng dụng được độ khoảng 50%, thì đa phần đến năm thứ tư thứ năm mới ứng dụng được toàn diện những cái thứ mà em chia sẻ. Đây đã, còn một câu hỏi nữa xong thầy trả lời cụ thể nhé. Dạ. Đó là câu hỏi thứ nhất, bây giờ làm thế nào để mà giải quyết cái việc vừa rồi là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là năm nay thì cũng là năm áp dụng và nó cũng là đang tốt rồi. Thế nhưng cái điều là mình tốt hơn, bởi vì mình thấy là xã hội phát triển lên này mà mọi người làm công việc mà họ có thể là thu nhập không, mình không so bì với ai cả, không so bì với các doanh nghiệp khác, nhưng ta là mình lớn hơn chính mình. Mà tôi nói thật với thầy là tôi lớn hơn rất nhiều, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn tiếp tục đi học lớp này, tôi muốn học thêm, cũng như ban nãy tôi nói qua là tôi muốn thêm. Tất nhiên là qua các cộng sự của thầy thì tôi cũng đã biết được cái khóa học này, nhưng mà có lên đi học thêm vào cái quản trị, sale quản trị này tiếp không? Bác Vân, đấy là hai câu hỏi của tôi. Bác Vân học sale quản trị rồi thì cái sale quản trị là học lại là cái quyền lợi của bác được học lại. Thế còn em khuyên bác là nên học siêu master. Học siêu master thì bác để bác xây dựng một cái chuỗi hoặc một cái hệ sinh thái nó lớn hơn, mà nó vẫn là tự động thôi. Bác thuần túy là nhà đầu tư và chỉ điểm thôi. Đấy. Thì nó hay hơn. Thế còn cái việc mà đi chia sẻ với mọi người thì thực ra thế này, đến em thôi.
mà ai đó hỏi, mà hỏi theo kiểu những câu hỏi nó mang tính chung chung là thầy Tuấn ơi làm nào để giúp em tự động hóa doanh nghiệp với. Thì nói thật ra mà nói cái này bình thường mọi người như chị học cũng vậy, mọi người học cũng vậy, phải học online cả tháng trời trên online. Xong rồi đến lớp phải 3 ngày, mà 3 ngày xong rồi thì phải đau hết cả đầu. Thì 6 tháng 1 năm sau mới ứng dụng được. Mà có người họ chỉ định hỏi một câu khơi khơi là tầm 5-10 phút, xong họ mang về để họ đòi họ dùng được ngay, thì bản chất là nó đã sai quy luật rồi. Tức là họ đã không sẵn sàng để đầu tư công sức và thời gian lao động để sẵn sàng cho một cái việc mà thay đổi cả cuộc đời họ, bước ngoặt cuộc đời họ. Mà họ còn không nghiêm túc với cái việc mà họ chuẩn bị thời gian công sức để họ làm. Mà họ đòi, họ đến họ hỏi chị em mình, đến em thôi, em là người chia sẻ với chị cái phương pháp này, mà hỏi em trong khoảng 10 phút mà để em chỉ cho, thì em chỉ sao được. Đấy. Cho nên là rất nhiều cậu bạn em là cậu cũng trách em chứ. Cậu bảo là ông là chuyên đi dạy cái này, mà tại sao ông tiếc tôi hay sao mà ông không chia sẻ với tôi. Thế là nó bảo là ông, tôi đi uống cà phê với ông một nửa tiếng ông chia sẻ với tôi mới. Thì tôi bảo là tôi chia sẻ cũng được, một nửa tiếng là hoàn toàn chia sẻ được, nhưng mà về không làm được. Chứ không phải là tôi tiếc ông, hay là tôi bảo ông đi học để tôi ăn của ông mấy đồng bạc. Nó không phải thế, mà là vấn đề nó phải có đủ thời gian và có đủ nỗi đau và tĩnh tại để ngồi ở một cái resort 3 ngày để mà học. Chứ còn không phải là tôi tiếc ông. Thế thì nếu mà người ta đặt câu hỏi này yêu cầu chị Vân là chia sẻ với họ trong vòng một vài tiếng hay thậm chí một vài ngày là quá khó đối với chị. Thế cho nên mà việc gì khóa thì khó quá thôi, mình đừng cố. Bởi vì là các cụ dạy là tùy đức để độ mà. Ngay kể cả em vậy, người ta hỏi em mà chia sẻ cho họ mấy tiếng mà giải quyết được bài toán của họ thì không chia sẻ được. Nó giống như trên Zoom này thôi. Anh em là có hỏi một số vấn đề thì mình chia sẻ nó mang tính giải pháp. Nó là trước mắt thôi, chứ nó không phải là giải pháp căn cơ. Chứ còn nếu mà giải pháp căn cơ phải nâng cao trí tuệ để nhìn thấy quy luật rồi. Đấy, cho nên là thôi, kệ họ, họ có bảo mình keo kiệt thì cũng phải chịu vậy thôi, chứ làm sao được. Em nhiều lúc cũng phải trách móc, mà bị trách móc mà bác quan vân. Thế và nói thêm một cái nữa, và mình cũng nói là ít nhất là mình cũng học lớp của thầy Tuấn rất rất nhiều rồi. Hơn nữa là học qua đây, đến thực tế học. Thế và vừa rồi mà học cái gì chuyển hóa tâm thức nhỉ? Dạ. Cái gì? Đấy, thì mình hôm mà học, hôm mà rồi đấy. Ừ. Đấy thì mình thấy là những cái khóa học như thế nó cũng rất là giá trị để cho mình thay đổi cái tính cách của mình, hoặc là mình có nhiều cái mình hiểu biết thêm. Cho nên là qua những khóa đấy là mình thấy rất là giá trị. Nên mình nói thì các bạn có khi không tin, cho nên là hôm nay phải hỏi thầy như thế này để trả lời với mọi người. Xin cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả mọi người. Vâng ạ, vâng, cảm ơn bác Vân ạ. Dạ. Hôm nào gặp nhau khóa siêu quản trị bác Vân nhá. Có đấy, sẽ đăng ký đi học. Nếu mà học lại đi. Khóa bây giờ nó hay lắm. Anh em nào trong Zoom này mà đã học lâu rồi thì Tuấn khuyên là nên đi học lại đi. Vì đấy là quyền lợi mà học lại chỉ có nộp tiền ăn ở thôi, chứ không phải mất tiền học nữa. Thật ra là nói thêm một tí vì mình cũng không muốn mất thời gian của thầy và của tất cả mọi người. Nhưng mà ở tại nhà hàng Minh Vân ở Thái Nguyên, nếu các bạn đến có thể các bạn chỉ cần gặp bảo vệ thôi. Có lần trả lương cho bảo vệ còn hỏi là ô này, hỏi xem là có nhầm không đấy. Ừ, lương của nhà mình có nhầm không đấy? Đấy. Tức là cái mức lương của tất cả các bộ phận đều được tăng nhá. Kể cả bảo vệ cũng, mà những người rau cỏ bát đũa người ta làm những việc đấy cũng tăng lên. Cho nên là họ làm rất là hăng say, cho nên là khiến mình thật ra mà nói là cái thu nhập của mình ban đầu thì cũng phải chấp nhận là những cái năm đầu tiên đấy giảm đấy. Sau đó thì bây giờ nói đó là thật là nó cũng mọi người cũng có cái tinh thần vui như mình, có như tinh thần của thầy dạy là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Tất cả khách hàng cũng thế, cho nên là nhà hàng Minh Vân ở Thái Nguyên của tôi bây giờ nói thật với thầy là rất là đông khách so với hôm tôi bắt đầu đến với thầy nhiều. Vâng, cảm ơn thầy. Và tiếp tục được rất mong, lúc nào cũng mong thầy có nhiều sức khỏe để được tiếp tục học như thế này. Có những buổi được đến học trực tiếp với thầy và cũng buổi qua lớp Zoom như thế này. Xin cảm ơn thầy. Cảm ơn bác Vân.